Xin thưa với các anh chị, coi như là chúng mình đã 1 giờ sáng mai, thì Cathy xin trình bày với nhạc phẩm Niềm Khúc Cuối với Điệu Boston với tay nghề của anh nhạc sĩ Huy Danh đưa chúng ta vào giấc mộng. Cơn mộng này gà nó hết đẻ. Xin các anh chị thưởng thức với bản nhạc Niềm Khúc Cuối của Ngô Thụy Nhi. Cảm ơn các anh chị và tràng pháo tay để khích lệ. Như vậy là anh Huy Danh không bao giờ rời xa chúng ta. Tại vì tối nay Huy Danh ở đây ngủ mà canh gà. Làm quên đâu quên đuôi. Anh Huy Danh đưa chúng mình vào giấc mộng của bộ hơi lâu. Anh ráng bình tĩnh thì tối nay các chị Huệ về nằm mộng mà nhớ cái bài Niềm Khúc Cuối do anh Huy Danh đánh đờn cho các chị Huệ.
Chương trình nữa, một ca sĩ hát độc quyền cho DNC Cà Phê, nam ca sĩ